thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và tối 8 giờ tối ngày thứ năm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về một chủ đề rất nóng bỏng. Đó là liệu ông Joe Biden sẽ đắc cử hay ông Donald Trump sẽ đắc cử. Tôi có một cái video của tôi trên channel Thái Phạm trên YouTube á. Thì cái video ghi là thế này. Đó là ông Joe Biden đắc cử. Khi ông Joe Biden đắc cử, hiện tại thì cái video này là được 171.000 lượt coi ha. Và khi mà tôi làm video này á, thì có một số các cái bạn mà đặc biệt là Việt Kiều thì nhảy vào, chưa cần phải coi cái nội dung video nói gì, nhưng mà Việt Kiều thì ngay lập tức nhảy vào comment nói rằng là không biết gì về chính trị này gọi. Tôi thì tôi không nói vấn đề gì, nhưng mà tôi thấy rằng là khá là buồn cười, là bởi vì tôi đặt dấu hỏi là ông Biden sẽ là tổng thống của nước Mỹ hay là thế nào, cương lĩnh tranh cử như nào. Và cá nhân tôi thì tôi cũng còn có một cái video nữa nói rằng là thực tế là nếu tôi được bỏ phiếu thì tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Thế nhưng mà có lẽ là do cái tít rất là hay này thì mọi người đã ngay lập tức nhảy vào và comment và tranh luận với tôi ngay. Thì tôi cũng không có vấn đề gì với chuyện đó cả. Và tôi thì tôi quan tâm nhiều hơn đó là các lớp tài sản bao gồm vàng, bạc, Bitcoin, chứng khoán, bất động sản sẽ phản ứng như thế nào nếu như ông Biden hoặc là ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ nhiều hơn. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau rằng là liệu ông Biden hay là ông Donald Trump thì sẽ tốt hơn cho nền kinh tế Mỹ, và liệu gói kích thích kinh tế số 2 thì một trong hai ông đắc cử thì ai sẽ là người kích hoạt cái gói kích thích kinh tế số 2 lớn hơn, cũng như là giá vàng và thị trường chứng khoán sẽ phản ứng như thế nào, vàng, Bitcoin hay là những cái tài sản khác nó sẽ phản ứng như thế nào đối với lại việc tin tức là có bầu cử tổng thống Mỹ. Ngày hôm nay là ngày 22 tháng 10 và nó chỉ còn khoảng độ tầm 10 ngày nữa, 11 ngày nữa là chúng ta sẽ chứng kiến tân tổng thống Mỹ, tổng thống Hoa Kỳ. Và đến thời điểm này mọi thứ tranh luận cũng như là chương trình tranh cử của hai bên đang tỏ ra rất là quyết liệt ở giữa tất cả các cái bang, bao gồm những cái bang thiên về dân chủ hoặc là những bang đang thiên về ở Cộng Hòa, hay là một số bang đang là bang chiến trường, thì những lịch tranh cử, vận động tranh cử của ông Donald Trump hay ông Joe Biden rất là quyết liệt. Thì chúng ta hãy nhìn thấy rằng là thực sự đến thời điểm này chúng ta có thể nói rằng là ông Donald Trump đang làm tất cả trong mọi khả năng của mình để có thể được tái cử lại một lần nữa. Và trong một trong những nỗ lực đó, đó là ông biến ngay cái ông Fauci, cái ông mà tiến sĩ Anthony Fauci, người mà cố vấn y tế của Nhà Trắng, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của nước Mỹ, trở thành một nhân vật phản diện. Bởi vì ông nói rằng tất cả những cái lý luận của ông Fauci là cái lý luận tầm phào, bởi vì nếu như như là ông thì bây giờ đừng có sợ cái đại dịch nữa, đúng không? Ông tuyên truyền là đừng có sợ đại dịch nữa, rồi không sử dụng khẩu trang, về mệt mỏi. Ông nói là người dân đã mệt mỏi vì Covid, họ đã mệt mỏi vì nghe Fauci, và tất cả những kẻ ngu ngốc đã phạm sai lầm. Nếu mà Nhà Trắng nghe lời Fauci thì nước Mỹ đã có thể ghi nhận hơn 500.000 người chết. Tức là cái này ông gọi là cố vấn y tế của mình là một thảm họa. Thì tất cả những cái chuyên gia, tôi không biết là ai đúng ai sai, nhưng mà cái ông Donald Trump thì đúng thực sự là một bậc thầy về sử dụng truyền thông định vị người khác, reportioning, tái định vị người khác rồi. Chúng ta cũng không có thể nói rằng ở đây là một số bạn nói rằng là xem video tôi bảo lấy những cái bài viết trên VN Express hay là trên các báo của Việt Nam mà không lấy báo của nước ngoài. Thực sự những cái báo này thực ra cuối cùng nó là nguồn của nó là trên First Post hay CNN hết cả thôi các bạn ạ. Rồi các bạn sẽ bảo là ồ đây là fake news, là tin giả. Tôi không biết nó là tin giả hay tin thật, nhưng mà media mainstream, tức là truyền mainstream media, những cái phương tiện truyền thống, ví dụ như là CNN, CNBC hay là Fox News hay là Politico hay là tất cả những cái tin thì báo Việt Nam đều dịch lại, cũng chỉ là một cái gọi là cung cấp cho các bạn những cái góc nhìn khác nhau về câu chuyện là ai sẽ là tổng thống Mỹ của nhiệm kỳ tới mà thôi. Thế thì chúng ta quay trở lại câu chuyện, đó là ông Donald Trump đang rất nỗ lực trong mọi thứ. Và ông thực sự là đã khiến cho những người hâm mộ cuồng nhiệt, raving fans, you know, crazy fan hay raving fan của mình tại những cái event của ông trở nên nó sôi động, và thực sự là khiến cho những cái fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình phát điên lên, phát sướng, bởi vì là ông có rất nhiều chiêu trò về mặt truyền thông. Nên nhớ, ông Donald Trump trước khi làm Tổng thống Mỹ
ông là một trong những chủ của những chương trình truyền hình thực tế. Nó là một cái chương trình truyền hình thực tế mà ăn khách nhất của nước Mỹ, kể cả về hoa hậu hay là người tập sự The Apprentice. Thế thì ông có những cái chia sẻ, các bạn có thể xem những cái điệu nhảy của ông là trên màn hình này. Đấy, rất là thú vị. Và cái cô gái xinh đẹp này mới bắt chước lại điệu nhảy của ông. Thì túm lại là tất cả những chiêu trò và những cái gì mà ông có thể làm được về truyền thông là ông đang làm hết. Và ông Joe Biden thì hiện tại là đang bị công kích, rất nhiều bởi phe của ông Donald Trump, nói rằng là ok, ông Joe Biden là con của ông chả ăn thua gì, bởi vì ông con của ông lợi dụng danh uy tín và thanh thế của ông trong việc làm ăn với lại giữa Mỹ và Ukraine, trong việc chia sẻ cái nguồn lợi của dầu mỏ tại Ukraine rồi khí ở Ukraine. Và nếu Hunter Biden không phải là con của ông ấy, thì Hunter Biden sẽ không bao giờ được bổ nhiệm vào một cái vị trí của phó chủ tịch của cái công ty khai thác khí đốt hàng đầu của Ukraine và được hưởng lương cả triệu đô một năm như vậy. Chưa kể là những chương trình hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó thì cũng có vai trò của con của ông Joe Biden. Thế thì thực sự với các bạn rằng là bây giờ nói tất cả những điều này để nói với các bạn rằng là truyền thông cũng kể cả Việt Nam hay nước ngoài thì đều có các tác động của cả hai phía. Tức là họ đăng tin nó cũng vô tư, chứ cũng chả về vấn đề là câu chuyện là pro ai như thế này thế kia. Thế thì ông Joe Biden cũng nói rằng là đây là chiến dịch mang tính desperate, desperate campaign, tức là chiến dịch tuyệt vọng nhằm bôi nhọ tôi và gia đình. Thì ông nào cũng nói thế. Ông Donald Trump thì cũng bảo là những thông tin về ông là fake news, là tin giả, thì còn ông Joe Biden thì cũng có quyền được lên media và nói rằng là đây là cái desperate campaign để mà bôi nhọ thanh danh ông và gia đình. Đấy. Rồi tất cả những thông tin về những cái email của bà Hillary Clinton hay tất cả những cái gì đó, nó chỉ là cái câu chuyện truyền thông ai quảng cáo được cái đó nhiều hơn đối với công chúng, thì tất cả những cái thông điệp đến với họ, đến với công chúng trước khi quyết định bầu cử, đó là cái thông điệp mà người ta sẽ make the decision theo nghiên cứu của về marketing và về những cái hành vi của người dân trong quá trình bầu cử đó. Nếu các bạn có thể đọc cái cuốn Marketing Giỏi Kiếm Được Tiền thì các bạn sẽ thấy rất rõ, bởi vì ông Sergio Schumann liên hệ rất là tốt giữa cái câu chuyện là bầu cử và chính trị, nó cũng giống như một chiến dịch marketing quảng bá sản phẩm vậy. Ở đây chúng ta có hai sản phẩm, một là ông Joe Biden, hai là ông Donald Trump. Quan trọng là ông Joe Biden định vị ông Donald Trump như thế nào và ông Donald Trump tái định vị là ông Joe Biden như thế nào. Thí dụ những câu chuyện mà chúng ta thường nghe media nói là fake news, là tin giả, chúng ta nghe là Sleepy Joe, hay là những là ông Joe buồn ngủ, hay là những câu chuyện thều thào các thứ của ông Joe Biden, đó là câu chuyện được dựng lên, được vực vẽ bởi những cái media truyền thông mà định vị ông Joe Biden của ông Donald Trump. Còn ngược lại, bây giờ ông Joe Biden sẽ định vị ông Donald Trump là gì? Là cái người mà ông dùng KOL luôn. Ông dùng ngay ông Obama là một trong những KOL lớn, gọi là một trong KOL lớn và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của nước Mỹ ở Đảng Dân Chủ, và từng là vị tổng thống được yêu thích bởi người dân Mỹ trong hai nhiệm kỳ 8 năm, đúng không? Thì sử dụng ngay là Obama để nói về ông Donald Trump và tái định vị ông Donald Trump trở thành một cái người, nó gọi là một người không có quan tâm đến người khác và không quan tâm, thậm chí không quan tâm đến sức khỏe của ông và không biết quan tâm đến sức khỏe của mình thì quan tâm được đến sức khỏe của ai. Đấy, thì đây này, ông Obama nói này, 8 tháng sống chung với đại dịch Covid-19, số ca nhiễm đang gia tăng trở lại trên khắp nước Mỹ. Ông Trump không thể bảo vệ người dân Mỹ vì chính ông ấy còn không thực hiện được các bước cơ bản nhất để bảo vệ mình. Tức là cái này cũng là một chiêu trò thôi. Người ta sử dụng các cái KOL để mà người ta dùng các cái thông điệp truyền thông tới đám đông và sau đó tái định vị, tức là định vị là một cái hình ảnh trong tâm trí của người nghe. Do đó thì nếu mà bạn nói cái người Donald Trump là thế nào thì bạn nói thế nào thì cái người nghe người ta cảm nhận và người ta nói được như vậy. Tương tự với những cái thông tin mà nếu bạn nghe cái kênh của ông Donald Trump nhiều thì bạn sẽ tự động thấy rằng là fake news, cái tin gì về ông nó cũng đều là tin fake, tin giả hết, đúng không? Thế thì đây là một cái cuộc chiến mà thực sự với các bạn rằng là khi tôi đăng cái video là ông Joe Biden sẽ là tổng thống Mỹ, và đây là một cái câu hỏi của tôi, cũng là một cái câu hỏi mang tính chất mở thôi. Thế nhưng đến thời điểm này thì dân Việt Nam ở Mỹ, Việt Kiều thì rất ghét ông Joe Biden và ủng hộ Donald Trump, cho nên là
cực liệt là vào comment, nhìn tít comment, không cần xem video luôn. À, chỉ cần nhìn tít nhảy vào comment thôi. Thế thì lý do tại sao lại như vậy? Bởi vì thực sự là cái bộ máy truyền thông của ông Trump làm rất tốt. Đó là định vị ông Joe Biden là thứ nhất là thân với Trung Quốc. Túm lại là ông nói rằng là nếu mà tôi không còn làm tổng thống nữa thì Trung Quốc sẽ là bá chủ thế giới. Thứ hai nữa là nếu tôi không làm tổng thống nữa thì Trung Quốc sẽ ăn thịt, ăn tươi nuốt sống nước Mỹ. Và tôi không làm tổng thống nữa thì là tổng thống của các bạn sẽ là tổng thống một người do Trung Quốc lựa chọn. Đó là cách ông đang play với words và một cái positioning định vị để đưa vào trong đầu công chúng. Và nếu bạn tiếp thu cái đó thì rõ ràng là bạn sẽ là người phản đối. Bởi vì trong hằn sâu, trong cái phần phía sâu thẳm của con người Việt Nam mình, nói thế này này, tôi thì tôi không có hận thù gì người dân của Trung Quốc cả. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tận sâu trong trái tim của tất cả mọi người thì mọi người đều không có mấy cảm tình với người Trung Quốc. Và dĩ nhiên một tổng thống mà như ông Donald Trump chống lại Trung Quốc, ít nhất về mặt truyền thông chống lại Trung Quốc, thì chúng ta sẽ có cảm tình với người đó. Bởi vì tất cả đạo lý đều nói rằng là nếu kẻ thù của kẻ thù thì sẽ là bạn của mình, đúng không? Ông Donald Trump là kẻ thù của Trung Quốc, mà Trung Quốc lại kẻ thù của những cái người comment, các bạn Việt Kiều và những người bạn Việt Nam. Thì rõ ràng kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình. Và do mình yêu cái người mà đang là kẻ thù của kẻ thù mình chứ. Đó là một trong lý do tại sao bạn rất là bênh ông Donald Trump. Cái thứ hai nữa là các bạn không thích ông Joe Biden là bởi vì sao? Thực ra thì tôi cũng chả có cảm tình gì ông Joe Biden cả. Nhưng mà mình phải nói một cách công tâm. Thế thì ông Joe Biden thì tôi cũng chả biết chuyện gì đã xảy ra khi mà ông còn làm chính trị ra. Và xảy ra những chuyện gì tôi cũng không quan tâm lắm. Bởi vì tôi quan tâm nhiều hơn đó là ảnh hưởng của ông đối với thị trường tài chính nhiều hơn. Thế thì các bạn không thích là bởi vì ông có một cái chủ trương, một cái tư tưởng đó là lấy của người giàu chia cho người nghèo. Khá là giống với lại những cái gì mà bạn nghĩ về Việt Nam. Thực ra người Việt Nam không phải như vậy đâu. Nhưng mà vì các bạn nghĩ như vậy cho nên là cái việc đấy là việc của các bạn, việc của tôi. Thế thì tư tưởng là lấy của người giàu chia cho người nghèo, tức là bằng cách đánh thuế cao các cái doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp lớn của nước Mỹ, rồi sau đó là chia những welfare, những phúc lợi chẳng hạn như free education, giáo dục miễn phí, free medical care là về y tế, rồi những cái hoạt động free này free kia các kiểu. Thế tuy nhiên tôi đã nói với bạn rồi, trên đời này chả có gì là free cả. Bởi vì là bạn free, bạn phải lấy tiền công quỹ, mà công quỹ là bạn thu từ thuế của dân, hoặc bạn in tiền ra, hoặc là bạn vay tiền của ngân hàng trung ương, đúng không? Và khi mà bạn đánh thuế thì một người free phúc lợi được hưởng miễn phí ở nhà để ăn trợ cấp thất nghiệp, thì rõ ràng là một người khác phải làm việc thay cho bạn. Những người làm công ăn lương, đánh thuế thu nhập cá nhân, đánh thuế thu nhập doanh nghiệp tăng lên, ông bảo là sẵn sàng đi, từ 21% ta sẽ nâng thuế lên 8%, 29%. Chúng mày sẵn sàng đi, ai có thu nhập trên 400.000 đô la thì sẵn sàng đóng một năm thì sẵn sàng phải đóng thuế cao hơn đi. Ông tuyên bố như vậy sẵn là trong các cái cuộc tranh luận, tranh cử của ông. Và rõ ràng là chủ doanh nghiệp, bạn là một chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì bạn sẽ không ưa ông Joe Biden được, bởi vì tự dưng bạn mất 8%. Mà tôi nói với các bạn rằng là thuế ở Mỹ bạn không thể trốn nữa được. Trốn cực kỳ khó, không thể trốn được. Trốn là bạn đi tù. Bạn nó nhiều cái công tố viên mà luật pháp rất là chặt chẽ, không trốn được đâu. Thành thử ra là bạn ghét ông Biden bởi vì những yếu tố liên quan đến cái vấn đề lấy của người giàu chia cho người nghèo. Rồi bạn sẽ cảm thấy rằng là mình làm việc rất là chăm chỉ mà tự dưng phải đi nuôi những cái chẳng hạn những người mà Mỹ da đen, hay là những người thất nghiệp, những người ở nhà ăn cái trợ cấp thất nghiệp của nước Mỹ, đúng không? Rồi ông thân với Trung Quốc là bạn ghét là bình thường, và tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Đó lý do tại sao mà duy nhất một cái video của tôi mà lần đầu tiên trong lịch sử video của tôi chỉ được 80% số người thích, trong khi đó một cái video bình thường của tôi nó là 98 hoặc 97% số lượng người thích đến 99%. Thế thì cũng là một hiện tượng rất là thú vị, nhưng tôi cũng muốn giải thích cho các bạn hiểu rằng là các bạn phải nghe cái video này thật là kỹ, và các bạn sẽ biết rằng là cái video này tôi nói về vấn đề gì. Đó tất cả chỉ là chiêu trò về mặt định vị của các ông với nhau mà thôi ha. Và thực sự với các bạn rằng là khi mà ông Joe Biden mà ông tung cái át chủ bài cuối cùng, đó là cái KOL là ngôi sao sáng nhất và có uy tín nhất trong đảng Dân Chủ, và là một người có sức lôi cuốn mãnh liệt với các cử tri mà cử tri độc lập và những cái cử tri mà trẻ tuổi á, thì ông Obama là một cái gánh nặng rất lớn dành cho ông Donald Trump chứ không phải vừa. Và họ còn tung ra nhiều thứ nữa. Tức là ông Obama cũng chỉ trích là ông Donald Trump không bảo vệ nổi bản thân thì làm sao bảo vệ nước Mỹ. Đó là một cái định vị rất là kinh khủng. Chưa kể là bà Pelosi, một trong những con người chống Donald Trump mạnh mẽ nhất ở Hạ viện, House of Representatives,
là rất mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích khi mà phát hiện ra là tổng thống có tài khoản ngân hàng Trung Quốc, chả biết có thật không nhưng toàn đang bôi nhọ nhau, đúng không? Rồi bôi nhọ nhau các kiểu về vấn đề, chẳng hạn như là bây giờ quỹ tranh cử của ông Donald Trump hiện nay đang hết tiền quảng cáo rồi, nói rằng là ông Joe Biden nhận được số tiền nhiều hơn. Thí dụ như ông Joe Biden đang có 177 triệu đô phục vụ tranh cử, gấp 3 lần so với 63 triệu đô của ông Trump. Rồi cả các bang chiến trường thì ai chạy quảng cáo nhiều hơn sẽ thu hút nhiều người dân vote hơn. Đến thời điểm này thì người dân Mỹ đã có khoảng 43 triệu người dân đi bầu cử, và họ đi bầu cử rất sớm và bầu cử thông qua cả thư và rất háo hức. Thực sự với các bạn rằng là chúng ta sẽ không biết một cách chính xác là ai sẽ là tổng thống của nước Mỹ nhiệm kỳ tới. Thông tin trên mainstream media CNN, CNBC, BBC hay là Politico, Fox News, rồi các cái tin của cả trong nước và Việt Nam thì đều nhận định rằng ông Joe Biden sẽ thắng cử. Thậm chí Wall Street Journal, tờ báo Nhật báo Phố Wall, hay là những cái tập tin tài chính, thì bây giờ tất cả mọi người, kể cả giới tài chính hiện nay đang bet vào cái rổ chỉ số gọi là Biden Index. Biden Index là những rổ chỉ số và của những cái công ty năng lượng xanh. Đấy. Và mọi người đang kỳ vọng rằng là ông Joe Biden lên thì sẽ làm tốt công tác chống dịch hơn. Cái thứ hai là ông sẽ quan tâm nhiều hơn đến biến đổi khí hậu, rồi ông sẽ làm những cái việc gì? Ông sẽ tập trung vào nghiên cứu và thúc đẩy nghiên cứu về mặt nghiên cứu vũ trụ, space exploration, rồi ông sẽ có những hợp tác nghiên cứu quốc tế trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Đấy là những cái mà họ đang kỳ vọng ở ông Joe Biden. Thế thì cả hiện nay cả những cái người mà làm về tài chính trong giới học thuật thì đều đang nghiêng về phía ông Joe Biden, đều đang nghiêng về phía ông Joe Biden, và thậm chí là ngay cả những cái chỉ số chính của chứng khoán Mỹ hiện nay cũng đang thể hiện điều đó. Đó là sao? Đó là cái mô hình mà gần như hai đỉnh như thế này. Có thể là nếu có gói kích thích kinh tế số 2 thì nó sẽ tạo thành một cái mô hình ba cái đỉnh núi. Đấy, ba cái đỉnh núi, nó không phải là ba pho tượng Phật, nhưng mà nó có thể là ba cái đỉnh núi và đi xuống. Sẽ điều chỉnh discount khoảng 10% đến 15%, thậm chí 20%, cái đó thì chúng ta sẽ tính sau. Cái này nó đều tất cả các cái chỉ số từ S&P 500, Nasdaq hay là chỉ số Dow Jones, chúng ta sẽ cùng nhìn trên màn hình, chúng ta đều thấy những cái yếu tố đó nó thể hiện trên màn hình hết, trên các biểu đồ hết. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ thấy rằng là các cái đối thủ nó đang đánh nhau rất quyết liệt, và chúng ta rất khó để nói rằng là ai sẽ là cái người tổng thống tiếp theo của Mỹ. Cá nhân tôi thì tôi vẫn nói rằng tôi có cảm tình cho ông Donald Trump, nhưng mà lý trí của tôi nói rằng ông Joe Biden sẽ chiến thắng. Còn cảm tình, nếu tôi được vote, tôi được bầu thì tôi thích ông Donald Trump hơn. Tôi cũng hoàn toàn giống tất cả các bạn thôi. Tôi là người Việt, tôi không thích những cái thứ mà tôi đã nói với các bạn rồi, đúng không? Tôi cũng cùng một giá trị như vậy. Nhưng mà vấn đề là lý trí người dân Mỹ, người ta lựa chọn thế nào thì chúng ta hãy để cho đến ngày 3 tháng 11 chúng ta mới biết được. Nhỡ đâu lại có một cuộc lội ngược dòng giống như ông Donald Trump đã lội ngược dòng trước bà Hillary Clinton năm 2016 thì sao? Đúng sai gì, quan trọng gì đâu. Chúng ta hãy cùng xem thế nào. Bởi vì tôi nghĩ rằng lý trí thì thị trường đang thể hiện như vậy. Và thực sự với các bạn rằng là nếu như chúng ta đang thấy ở đây là Trung Quốc đang có một cái tham vọng xoán ngôi số 1 của Mỹ, trở thành một siêu cường, và tham vọng của họ vô cùng lớn, và nó không chỉ là tham vọng về vị trí số 1 về kinh tế mà còn là khoa học, về chính trị, thậm chí cả về mặt quân sự đó. Thế thì ông Joe Biden có lên đi chăng nữa, hai ông có lên đi chăng nữa thì rất khó lay chuyển cái di sản Trung Quốc mà ông Donald Trump đã tạo ra. Nếu ông Donald Trump có thất cử thì cái mối quan hệ với Trung Quốc nó cũng không thể nào quay trở lại với Mỹ giống như cái thời điểm trước đây, tức là thời điểm của thời kỳ ông Obama được. Bởi vì đối với người Mỹ và nguyên lão của nước Mỹ, những người nắm tiền, những người đang sở hữu cái Thượng viện và nắm đa số Thượng viện, gồm có ông Mitch McConnell, là ông ta và các nguyên lão Cộng Hòa, những người có tiền, có thế lực, thì người ta vẫn rất là cảm thấy rằng là cần phải tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện với Trung Quốc. Chiến tranh đây trong ngoặc kép ở lĩnh vực kinh tế, công nghệ và về tất cả những cái yếu tố về vốn, cũng như cả cái về ngăn chặn cho Trung Quốc phát triển về mặt quân sự, bởi vì các vấn đề liên quan đến cái người Trung Quốc gọi Đài Loan là Trung Quốc, nhưng mà
người Mỹ thì gọi là Taiwan. Thì tôi mới nói với các bạn rằng là những cái nỗ lực mà của ông Donald Trump nó đã thay đổi hoàn toàn cái vị thế và cái tầm mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Bây giờ họ không còn là đối tác chiến lược nữa, mà nó có thể sẽ là một đối tác, vừa là đối tác và vừa cạnh tranh nhau cho vị trí siêu cường số 1 trên thế giới. Và ông con gái Ivanka của Donald Trump nói tại hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng Hòa rằng là Washington không thay đổi được ông Donald Trump, mà Donald Trump đã thay đổi Washington. Và điều này chắc chắn bao gồm cách xử lý của chính quyền Trump vấn đề Trung Quốc. Tiến sĩ Huy Phan nhận định đấy. Thì cái này là chúng ta cũng sẽ thấy rằng là kể cả ông Joe Biden có lên thì những mối quan hệ với Trung Quốc nó sẽ mềm mỏng đi thôi, nhưng những vấn đề của cái nhiệm kỳ trước xảy ra thì cũng sẽ không có gì thay đổi. Và các bạn cũng hãy lưu ý một điều, đó là cái câu chuyện năm 2016 của bà Hillary Clinton đã được phiếu bầu, và những cái leading về câu chuyện liên quan đến các cái poll, những cái cuộc tranh, một cái cuộc mà thăm dò dư luận ấy, là bà Hillary Clinton vẫn là người mà được nhiều phiếu bầu phổ thông hơn ông Donald Trump. Và phiếu bầu của đại cử tri thì ông Donald Trump hơn, nhưng mà phiếu bầu đại cử tri vẫn nhiều hơn, số phiếu bầu phổ thông vẫn nhiều cho bà Hillary Clinton hơn so với nhiều ông Donald Trump rất nhiều. Do đó thì ở một chừng mực nào đó, các cái poll, những cái cuộc thăm dò và tranh luận của các mainstream media nó vẫn đúng. Và liệu rằng ông Donald Trump có lật ngược được thế cờ không thì cá nhân tôi nghĩ rằng năm nay sẽ rất khó hơn so với năm 2016 rất nhiều. Và chúng ta sẽ thấy rằng là khi những cái cuộc tranh luận mà so găng cuối cùng của ông Joe Biden với ông Donald Trump vào ngày 22 tháng 10 trên truyền hình ấy, thì hiện nay buồn cười lắm là đã có một cái chuyện, đó là cái người điều phối viên ở cái cuộc tranh luận này sẽ, khi một ông phát biểu thì sẽ tắt mic của ông kia để đỡ ngắt lời nhau. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta sẽ có một cái buổi tranh luận rất buồn cười như thế, bởi vì ông Donald Trump sử dụng chiến lược interruption rất nhiều trong việc đàm phán. Và chúng ta cũng thấy là bà Melania Trump sẽ không tham gia cùng với ông Trump bởi vì vẫn còn đang vướng một số các cái đại dịch, các cái dấu hiệu của đại dịch. Cũng như là các đại gia của Mỹ, một vài thông tin đó là đại gia công nghệ Mỹ thì mạnh tay quảng cáo chống lại ông Trump. Không hiểu lý do tại sao, nhưng mà các đại gia của thung lũng Silicon, bang California thì quyên góp 22 triệu đô rồi. Đồng sáng lập của Facebook, rồi Eric Schmidt, cựu CEO của Google, đang là cố vấn cho Nhà Trắng về đổi mới công nghệ để mà chống lại ông Trump. Không hiểu lý do tại sao, có lẽ là họ đang cay cái câu chuyện là bên chỗ Bộ Tư pháp Mỹ và cái tòa gọi là cái gì nhỉ, cái Bộ Tư pháp Mỹ đang đưa ra cái thông điệp và đưa ra xét xử cái câu chuyện là sẽ xét Google và câu chuyện là chống Google độc quyền về mặt search. Thế thì không biết là do vì mâu thuẫn và vi phạm những cái vấn đề đó không, và mâu thuẫn về lợi ích hay không. Thế nhưng mà hiện nay thì hồi tháng 6 ấy, trung tâm chính trị đáp ứng tiết lộ là các nhân viên Amazon Alphabet, Amazon này, Facebook, Microsoft quyên góp 15 triệu đô cho đảng của ông Biden chỉ để ủng hộ, và ủng hộ chỉ có 3 triệu đô cho đảng của ông Tổng thống Donald Trump thôi, để mà chống lại ông Trump và quảng cáo. Thế thì vấn đề nó vẫn là cuối cùng là ai bỏ tiền quảng cáo và chạy ạt quảng cáo nhiều hơn và hướng tới những cái tầng lớp mà người ta đi bỏ phiếu nhiều hơn. Thế thì đây là một cái vấn đề mà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến với thị trường tài chính cho các bạn ha. Và sau khi mà chúng ta thấy rằng là cái bức tranh về mặt bầu cử giữa hai đảng và hai vị tổng ứng viên thế này thì chúng ta rất khó đoán. Như tôi đã nói một lần, nói đi nói lại, đó là tình cảm thì nghiêng với ông Trump, nhưng mà lý trí thì sẽ nói là ông Joe Biden sẽ chiến thắng. Mặc dù ông Joe Biden chả có cái vẹo gì về mặt gọi là nói cái tính hấp dẫn, cái charisma nó không có cái gì hết, nhưng mà vấn đề là ông không có làm gì sai, không làm gì ngu ngốc cả. Đó là cái điều mà chúng ta cũng cần quan tâm ha các bạn ha. Thế thì cái câu chuyện ở đây tôi không phải là muốn ngung là bây giờ yêu ai ghét ai, bởi vì yêu ai ghét ai được cái gì đâu. Vấn đề là cái câu hỏi là ai làm tổng thống thì ảnh hưởng như thế nào đến với gói kích thích kinh tế số 2, đó là điều tôi quan tâm. Cái thứ hai nữa, đó là gói kích thích kinh tế số 2 thì sẽ thúc đẩy những cái tài sản nào nó sẽ phát triển, và tại sao gói kích thích kinh tế số 2 nó sẽ buộc phải thông qua. Thì các bạn cũng biết rằng là thời gian tới, hiện nay cái gói kích thích kinh tế số 2 á, là trị giá từ 1.800 đến 2.200 tỷ.
Ông Donald Trump ngày hôm qua tweet lên là tao muốn go big, chúng mày muốn go big hay go home, tức là mày chơi lớn hay là không có gì cả, đúng không? Ông mà nguyên lão của Đảng Cộng Hòa, người gọi là leader của cái phe đa số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell ạ, thì không có ưa là cho nhiều tiền. Bà Pelosi của Đảng Dân Chủ, cái người mà chủ tịch của Hạ viện á, thì đang đàm phán với ông Steven Mnuchin cho cái gói kích thích này. Bởi vì bà đòi 2.200, ông Steven Mnuchin thì lên 1.800 rồi nhưng chưa đáp ứng được. Thành thử ra thị trường nó vẫn cứ đang gọi là lùng nhùng, không biết là cái gì sẽ được thông qua hay không. Có sự nghi ngờ rằng trước ngày 3 tháng 11 là không thông qua gói kích thích kinh tế này. Thì thực sự với các bạn rằng là 3 tháng 11 có thể không thông qua, nhưng cũng có thể thông qua. Tại sao nó nước đôi như vậy? Nhưng mà chắc chắn gói kích thích kinh tế số 2 này sẽ được thông qua từ giờ cho đến tháng 3 năm 2021, mà thậm chí tháng 2 2021. Nếu như cái làn sóng nó gọi là second blue wave, tức là cái làn sóng mà xanh thứ 2 sau thời Tổng thống Obama, tức là Đảng Dân Chủ chiếm cả Hạ viện và Thượng viện, thì nếu không thông qua trước ngày 3 tháng 11, trước bầu cử Tổng thống Mỹ, thì có thể Mỹ sẽ phải chấp nhận một gói kích thích kinh tế không chỉ là 2.200 tỷ mà thậm chí lên 3.000 tỷ đô la do chính đảng của ông Joe Biden đưa ra và đề xuất. Lúc đó thì cái thâm hụt ngân sách và số tiền bơm vào nền kinh tế nó còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì khi đó thì Đảng Dân Chủ của ông Joe Biden nắm cả Thượng viện, nắm cả Hạ viện nếu thắng cử, đúng không? Thì thành thử ra là chúng ta vẫn đang nghĩ một điều, đây là bây giờ ông thò chai rượu, bà thò nắm xôi. Ông nào thì cũng cần, ai cần cái gói kích thích kinh tế này? Thực sự với các bạn là ông Donald Trump là cần, bởi vì đây là gói kích thích để trả lương cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, để mà trả lương cho lao động, để mà gia tăng cái việc làm. Bây giờ người Mỹ là ngưng các cái hy vọng để tìm kiếm việc làm rồi, mặc dù kinh tế đã hồi phục trở lại, các hàng quán mở đã đông trở lại, nhưng ông Donald Trump cần và Đảng Dân Chủ cũng cần. Bởi vì Đảng Dân Chủ cần là cho những cái bang ủng hộ mình để mà đưa tiền cho người dân về free education, social welfare, tức là những cái mà lợi ích xã hội như thế. Thì bây giờ cả hai người cùng cần thì phải thông qua thôi. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ 80% người dân Mỹ nói chung, trên 80%, thậm chí là có một số thống kê nói rằng 90% người dân Mỹ không có nổi 2.000 đô la tiền mặt trong ngân hàng as a saving account, tức là trong cái tiền tài khoản tiết kiệm ấy. Bởi vì họ có thói quen xài thẻ credit và thẻ credit card, sẽ thẻ tín dụng, họ tiêu trước cả tương lai, họ lĩnh lương theo tuần. Do đó thì khi không có việc làm là toi. Do đó thì bây giờ các bạn cũng thấy rằng là khi mà họ không có tiền tiết kiệm, họ không có job hoặc là ít job, và cái những ngày lễ hội đang đến gần như là Xmas, Thanksgiving hôm nay, năm nay thì diễn ra vào ngày 26 tháng 12, thì ngày 24 tháng 12 là ngày Noel, đúng không? Christmas thì ngày Giáng sinh, thì với lại Thanksgiving, tất cả mọi thứ đang đến như thế này mà chúng ta không có tiền, không có tiền, người dân không có tiền thì làm sao? Thì bây giờ phải thông qua có cái kích thích kinh tế đưa 600 đô một tuần cho người dân, đặc biệt người dân nghèo đang thất nghiệp vì Covid, để mà người ta tiêu chứ. Do đó cả hai đảng nào thì cũng phải cần hết ấy. Do đó thì tôi mới nói rằng là nếu chả có nếu gì cả, kiểu gì cũng thông qua, vấn đề là thời gian này. Nó là trước ngày 3 tháng 11. Thì bây giờ ông Mitch McConnell thì cũng lung lay rồi. Bởi vì bây giờ cái vị thế của ông là vị thế đang đứng đầu của Thượng viện, nguyên lão senator ha. Ông là thượng nghị sĩ mà. Trong cái Senate đấy mà ông đang đứng đầu, nhưng mà nếu mà 3 tháng 11 nó đảo ngược một cái thì ông lại trở thành phe thiểu số, không phải phe đa số nữa, nhưng chả có quyền quyết định gì. Lúc đấy nhiều khi bà Pelosi bà lại lên thì chết. Thế bây giờ quyết thì quyết đi, 1.800, 2.200, 2.200 cho qua cho rồi. Trước ngày 3 tháng 11 thì ông Donald Trump ông có cái cớ để ông nói rằng là đấy nhá, ta đã đưa tiền cho mày rồi đấy, kiểu thế. Thế thì ông được thêm vote chứ. Thì cả hai đảng mà đều biết đang mặc cả với nhau như thế, thì cái vấn đề là cuối cùng là gì, nó thể hiện vào các lớp tài sản như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đây nhá, tài sản thể hiện như nào. Hiện nay thì chúng ta thấy tất cả mọi thứ đỏ như này thôi. Nhưng mà nếu các bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá, Bitcoin nhá, Bitcoin đấy, thị trường Bitcoin là phản ứng trước thị trường vàng nhá. Đấy, Bitcoin hiện nay đã vượt đỉnh cũ,
đỉnh cũ của vàng là 2074 thì Bitcoin nó đã đi trước vượt cái đỉnh cũ của ngày 18 tháng 8 rồi. Chúng ta xem này. Đấy, thế chúng ta cũng thấy rằng là ngày 18 tháng 8 khoảng đây này là chúng ta thấy là vàng lập đỉnh 2073 đô. Thế thì thời gian tới tôi nghĩ rằng là giá vàng nó cũng sẽ theo giá Bitcoin. Bởi vì gói kích thích kinh tế số 2 tiền quá nhiều, tiền là tiền do ngân hàng trung ương các nước in, trong đó là Fed in, còn vàng là tiền của Chúa. Còn câu chuyện là decentralization về currency, tức là DC ấy, khái niệm về không phi tập trung hóa về tiền tệ của Bitcoin cũng đang thu hút sự quan tâm rất nhiều của mọi người, và nó cũng có một cái đợt tăng điểm rất mạnh. Có một đợt tăng điểm rất mạnh. Và thực sự cái đợt tăng điểm này nó là một cái đợt mà các bạn sẽ thấy giá vàng nó sẽ phản ứng giống như giá Bitcoin như thế này, là một trong cái điều mà chúng ta đã nhìn thấy ha. Nó phá cái đỉnh cũ đang đi lên và đang tạo đỉnh ở 12.800, thì giá vàng các bạn cũng sẽ thấy như vậy. Giá vàng các bạn cũng sẽ thấy như vậy. Và chúng ta cũng sẽ thấy rằng là có thể là chỉ trong vòng, nếu mà cái câu chuyện là ở đây này, nếu như chúng ta để ý là xem nào, câu chuyện là hiện nay giá vàng đang chờ đợi rất nhiều gói kích thích kinh tế số 2. Và nếu như ha, chúng ta thấy rằng nếu như mà vàng tiếp tục có một cái đà tăng rất mạnh đi lên, và do gói kích thích kinh tế vào ngày hôm nay tiếp tục là một cái đà tăng mạnh đi lên nữa, thì đó là một cái câu chuyện rất tuyệt vời mà chúng ta sẽ thấy là cái gói kích thích kinh tế số 2 mang lại, kể cả bạc cũng vậy. Còn chứng khoán thì sao? Thì chứng khoán thì tôi cũng đã nói với bạn rồi, đó là cái câu chuyện liên quan đến chỉ số Dow Jones. Dow Jones thì đã tạo mô hình hai đỉnh, và nếu như có thêm gói kích thích kinh tế số 2 trước ngày 3 tháng 11 thì có thể sẽ tạo thành mô hình 3 đỉnh núi. Trong sách tuyệt kỹ giao dịch bằng nến Nhật thì các bạn có thể đọc và tham khảo, thậm chí cả SPX hay là chúng ta cũng có thể nhìn thấy là chỉ số Nasdaq. Đấy, thì tất cả những cái yếu tố này nó là những yếu tố mà chúng ta cần quan tâm là gói kích thích kinh tế số 2. Cá nhân tôi thì tôi luôn luôn nói rằng là gói kích thích kinh tế số 2 là việc cần thiết, và ai có làm tổng thống, ông Joe Biden hay ông Donald Trump, thì kiểu gì cũng thông qua. Và làm ơn, nếu thông qua sớm thì cái cơ hội sẽ sắp thắng cử của ông Donald Trump sẽ rất cao, nếu thông qua sớm. Còn nếu thông qua muộn hơn và không có cái gì thông qua thì đừng có nản chí. Bởi vì nếu các bạn mua vàng vật chất á, nếu các bạn mua vàng vật chất á các bạn ha, giá vàng vật chất hiện nay thì là như thế nào rồi? Chúng ta cùng xem giá vàng SJC ha. SJC hiện nay 55950, thì thực ra là với giá vàng này thì các bạn sẽ thấy rằng là về lâu về dài nó sẽ thiết lập một cái mức giá, chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ thiết lập một cái mức giá ở quanh cái quanh cái năm, không phải 56 mà nó sẽ quanh 60 triệu đồng một lượng. Đó là cái mức mà tôi nghĩ rằng là về mặt lâu dài, không phải lâu dài, từ giờ đến tháng 3 năm 2021 thì nó sẽ hướng tới cái mốc đó. Bởi vì gói kích thích kinh tế số 2 kiểu gì cũng thông qua. Và với khoảng 1.800 tỷ, 2.200 tỷ hay 3.000 tỷ đưa ra ngoài thị trường thì tất cả mọi tài sản nó sẽ đều tăng lên. Trong đó có vàng, Bitcoin, bạc, chứng khoán và thậm chí cả đất đai nữa các bạn nhé. Và đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao nhỉ? Thị trường chứng khoán Việt Nam thì tôi cũng hôm qua thì trên cộng đồng Happy Life thì tôi đều nói rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam có rất nhiều ngày phân phối các bạn nhé. Trong quá trình đi lên thì có rất nhiều ngày phân phối, cực kỳ nhiều ngày phân phối. Và nó hôm qua nó là một cái cây nến 21 tháng 10, nó là một cây nến rất xấu, nó là một cây nến nhận chìm giảm, phủ định tất cả các cây nến trước đó, 4 cây nến trước đó. Và mọi người trông đợi một kịch bản, nó là một kịch bản gọi là giảm điểm mạnh của thị trường. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì mọi người bảo thế nến Nhật có sai không? Tôi bảo không sai, bởi tất cả nến Nhật cộng Ichimoku đều nói một điều rằng là thị trường đang ở một cái vùng nó đến cực hạn về ngưỡng của nó. Có thể là thị trường như tôi nói với các bạn nó lên đến điểm số nó là 965 hay là 908 hay gì gì đấy, hay 1000, thì về bản chất nếu bạn không có các cổ phiếu trụ thì bạn cũng chả ăn được cái gì, mà bạn đầu tư các cổ phiếu khác thì bạn chả có cái gì. Nhưng nếu như thị trường mà giảm thì 3 trên 4 cổ phiếu các bạn đang nắm sẽ là những cổ phiếu giảm điểm. Nó có một nghịch lý trên thị trường chứng khoán như thế này này. Khi mà thị trường tăng thì cổ phiếu của bạn không tăng, bởi vì bạn chọn sai. Ví dụ như bạn đầu tư các cổ phiếu giá trị, bạn kinh doanh cổ phiếu giá trị, cổ phiếu mà nó không đi theo cái xu hướng đường tương quan relative strength của chỉ số ấy, thì bạn sẽ thấy rằng là thị trường tăng cổ phiếu mình không tăng, nhưng thị trường giảm cổ phiếu mình lập tức giảm ngay.
Thì bây giờ các bạn bảo là bây giờ thì em mua dòng ngày hôm nay kéo là Vincom, Vinhome, VRE em mua được không? Tôi bảo thì cái việc nếu mà bạn thấy rằng là bạn đặt cửa vào đó thì bạn cứ mua, nhưng không dễ một chút nào để chiến thắng được thị trường đâu. Bạn mua VRE, VIC hay Vincom hay là Hòa Phát hay là MWG hay FPT, nếu thị trường tăng thì bạn cũng tăng, mà thị trường giảm thì bạn sẽ thấy rằng nó sẽ giảm tương ứng như thế. Và rõ ràng là cái vol, cái khối lượng giao dịch của ngày hôm nay nó không phải là khối lượng giao dịch mà tôi chờ đợi ở một phe bứt phá. Và nến Nhật nó cũng nói luôn một cái nến nhận chìm tăng ở trên đỉnh thì chả có ý nghĩa gì cả. Có thể thời gian tới nó sẽ làm một cái cú climax top, tức là nó làm cú chạy nước rút. Đấy. Và theo VSA á, thời gian tới thì tôi có dịch một số cuốn sách của VSA cho các bạn. Nó có thể tạo ra một cú tăng rất là sốc lên đến, tôi không biết, đây là một trong khả năng ha, nó có thể lên đến 1.000, hoặc là nó ngay lập tức nó không có thì nó xem xin mời rớt về đây nằm ngồi chơi. Tôi vẫn nghĩ rằng là 800 ở vùng 808, tôi vẫn ủng hộ nó là về vùng 808. Còn các bạn bảo là nó đúng nó sai tôi chả quan trọng đâu, bởi vì tiền của tôi mà. Các bạn nghe tôi là bạn tham khảo, không nghe thôi. Nhiều ông vào trong cộng đồng nói này nói kia nhưng mà bảo ủa tại sao không nghe, không thích thì tại sao lại vào cộng đồng rồi nghe tham khảo làm gì, đúng không? Không thích thì cứ tắt cái kênh của tôi đi, làm gì đâu mà phải suy nghĩ phải xoắn làm gì, đúng không? Lại còn vừa thích được nghe miễn phí, lại thích được phím hàng, lại thích phán người khác. Tôi thì tôi nói cho các bạn rất nhiều lần rồi, cái tôi của tôi rất là nhỏ, bởi vì đối với tôi cái túi tiền của tôi quan trọng hơn rất là nhiều so với lại cái câu chuyện là bây giờ là ai đúng ai sai. Bởi vì tôi đúng thì tôi kiếm được tiền, và tôi sai thì tôi mất rất ít tiền. Còn bạn, nếu bạn đúng thì bạn vui lòng bạn hãy show ra là bạn có nhiều tiền đi. Tôi không phím bất cứ một cái cổ phiếu nào, tôi chỉ nói một số dòng các bạn đã chiến thắng rất nhiều. Và cả một số bạn rất cảm ơn tôi, học trò tôi cũng cảm ơn tôi rất nhiều. Đó là những cổ phiếu mà của dòng banh, ngân hàng chuyển sàn, hay là một số các cổ phiếu dòng tài chính, cũng như là một số cổ phiếu dòng bất động sản, khu công nghiệp này nọ, thì hay là thủy điện vân vân. Tôi cũng chả phải nói ra những chuyện đấy để làm gì, nhưng để nói các bạn rằng là thời điểm này nó rất khó để nói các bạn rằng là các bạn quản trị rủi ro như thế nào. Hôm nay tôi có trêu một bạn, tôi nói là thời năm 2007 và năm 2009 thì tôi cũng giống như bạn thôi. Tôi cũng có cái cảm giác bất khả chiến bại, mua con gì thắng con đó. Mình giống như ông tướng Thánh vậy đó, mua gì thắng con đó, mình cảm giác mình là chiến binh bất khả chiến bại. Mình đụng vào cái gì là da vàng, mình là Midas mà, chạm vào gì da vàng, sờ vào con gì con đấy tăng trần, sờ vào con gì con đấy là tăng 3-4% một ngày, mình cảm giác là mình có rất nhiều tiền. Nhưng tất cả các bạn, nó là ảo. Khi bạn tiền không rơi leng keng trong túi của bạn, nó là ảo hết. Và nên nhớ, không có bữa trưa miễn phí, thị trường sẽ không bao giờ cho bạn miễn phí cái gì cả. Còn các bạn có quyền hy vọng, các bạn có quyền nghĩ nó lên 1.000, các bạn có quyền nghĩ rằng là chứng khoán không phải nền kinh tế, các bạn có quyền nghĩ rằng là tiền rất nhiều trên thị trường, rồi bạn có quyền nghĩ này nghĩ kia, đó là quyền của bạn. Và nếu các bạn kiếm được tiền thì tôi vui cho các bạn. Còn nếu các bạn có, bởi vì các bạn có tiền các bạn cũng có mời tôi được ly cà phê nào đâu. Bạn mất tiền thì đấy là tiền của các bạn mà, đúng không? Hãy tự chịu trách nhiệm cho cái khoản đầu tư của mình. Đối với tôi thì ở giai đoạn này của thị trường, đó là một giai đoạn nó khá là nhạy cảm, và được thì ăn cả, ngã thì về không à. Tôi không như vậy, được thì ăn rất nhiều, còn khi thua ít thôi. Thì đó là cái quan điểm của tôi. Và nếu như bạn xem cái video này và bạn kiếm được tiền thì tôi xin chúc mừng bạn, và bạn cũng giữ được tiền, đó là thành công. Bởi vì là không phải lúc nào cứ mua, số bạn nói ôi chết rồi, bây giờ em cứ mua banh là thắng, cứ mua ngân hàng nào cũng thắng, em chả cần phân tích gì cả, cứ nghe trên Zoom Zalo múc em là múc. Tôi bảo thôi chết rồi. Xong rồi bây giờ thị trường nữa, kiếm tiền dễ quá, cứ nghe nói mua là thắng. Thế vậy thì ai sẽ là chàng người trả tiền bữa trưa miễn phí này cho bạn? Sẽ đến một lúc nào đó trong tương lai, bạn sẽ là người trả cho bữa trưa mà chính bạn đã ăn miễn phí, và mức giá đó sẽ là mức rất là nhiều. Còn bây giờ, nhạc chưa tan, tiệc chưa tàn thì cứ enjoy đi. Khi nào tàn thì biết liền. Và Warren Buffett nói một câu rất hay, đó là khi mà thủy triều rút xuống thì mới biết ai là người mặc quần hay không. Và tôi xin chúc bạn có một cái ngày, một buổi tối thứ năm thật là vui vẻ. Và nếu bạn nghe đây và bạn cảm thấy hứng thú với video này,
cảm thấy rằng những thông tin cung cấp của tôi là hữu ích thì hãy nhấn vào nút like để cái nút like nó hiện lên màu xanh da trời ha các bạn ạ. Và hãy share cái video này thông qua Zalo, Viber, WhatsApp, mạng xã hội và tất cả những cái phương tiện nào đó mà bạn thấy rằng video này sẽ hữu ích cho bạn của bạn hoặc người thân của bạn hoặc những người muốn tìm hiểu về tài chính, về chứng khoán. Muốn học và gặp tôi và thực sự muốn biết là tôi đầu tư cái gì, tôi có kiếm được tiền hay không thì đăng ký vào nút ở phía dưới khung phụ chứng khoán. Bởi vì lớp của tôi thì đến thời điểm này tháng 1, tháng 11 đã full rồi. Tháng 1 thì cũng đang còn mở nhưng được hơn một nửa rồi, chỉ còn vài chục slot nữa thôi. Và nếu như bạn có duyên và học hỏi được từ tôi thì tôi rất vui được là người hướng dẫn cho bạn. Và nếu bạn không thích thì hãy đọc những cuốn sách của tôi. Và thực sự với các bạn rằng là chúng ta gặp nhau và lắng nghe nhau trên cái kênh của tôi là một cái duyên. Tôi xin chúc bạn sức khỏe và hãy comment cho tôi biết ở phía dưới là bạn sẽ đã xem đến đây nhé. Bạn đã xem đến đây để luôn tôi biết rằng là bạn là một người khao khát thành công. Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ Thái Phạm. À đừng quên, nếu bạn thấy muốn coi thêm từ tôi nữa, một cái này đang quảng cáo chút xíu thôi, đó là vào trong Facebook của tìm Thái Phạm, nhấn vào trên fanpage nó có nút yêu thích. Yêu thích, chứ bây giờ nó không còn cái see first nhìn đầu tiên nữa. Ấn vào cái ngôi sao ấy là yêu thích thì những cái tweet của tôi, những cái tốt của tôi bạn sẽ không giờ để lỡ, bởi vì bạn yêu thích nó sẽ hiện lên trên cái new feed của bạn ha các bạn ha. Và ok, cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm và chúc bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. And the cotton candy haze mirrors the warmth of your gaze. Raise your glass to mine, and as we drink, we would lock eyes, so we could disregard the thought of ever having to part. For summer is for falling in love. Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi, hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm, ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.